cho bạn Hoài Phương. Đề bài viết một lá thư thân mật đúng không? Đề bài thì mình dịch như sau. You recently spent a weekend with your friend in her new house. Bạn gần đây bạn đã dành một cái ngày cuối tuần với người bạn của bạn trong ngôi nhà mới của cô ấy. Và bây giờ bạn viết một lá thư cho người bạn. Trong lá thư thì bạn nên explain what you like about her new house. Tức là giải thích là điều tại sao mà bạn điều gì mà khiến bạn thích về cái ngôi nhà mới của cô ấy, và nói xem là what you enjoy most, tức là điều khiến bạn mà hứng hứng thú nhất, thích thú nhất trong quá trình mà bạn trong thời gian mà bạn ở đó, và suggest when and where you could meet next time with her, gợi ý một cái lần gần nhất đúng không, lần tới là ở đâu và khi nào mà bạn có thể gặp lại cô ấy. Rồi thì mình bắt đầu đi chữa từ đầu bài nè. Dear Anne, I'm glad to receive your letters. Nhiều bạn bị cái lỗi này, Phương cũng như vậy, không ngoại lệ. Đề bài người ta không cho là bạn viết thư cho em, thì em sẽ không viết câu này nhé, tránh bị trừ điểm. How have you been? Mình hỏi thăm bạn ấy là được rồi. I hope everything is going well with you. I'm sorry for not writing to you for so long. I have been so busy working hard for the coming exam recently. Ok, đấy, không có lỗi gì cả, gọn gàng. Trừ cái câu ban nãy thôi. I'm going to tell you about you. Tôi sẽ nói cho bạn về cái ngôi nhà mới của bạn mà tôi đến vào tháng trước à? Cái I'm going to tell you about thì nó phù hợp với một cái lá thư giống như kiểu là mô tả về một cái gì, hoặc là nói cho bạn viết đề, nó yêu cầu bạn hãy viết một cái lá thư mà nói cho bạn này của bạn biết về cái gì đó đúng không, mà bạn ấy không biết đấy, mà cái người đối diện người ta không biết, thì mình có thể nói như vậy được. Thế còn thực ra mà bạn ấy biết ngôi nhà này của mình rồi thì mình sẽ nói về việc là mình thích ngôi nhà đấy theo một cái cách khác, đơn thuần thôi, là mình chỉ nói là đấy, ví dụ tháng trước là bạn mời tôi đến chơi nhà đúng không, và nói, ví dụ tôi rất thích cái ngôi nhà đó đấy, thế thôi. Thế sau đó thì mình nói là tôi thích ở cái điểm này, tôi thích ở điểm kia đúng không. Thì trước khi mà nói lại về cái để mình mô tả, nói rõ hơn là về cái việc mình ấn tượng, mình thích ngôi nhà của bạn, thì mình có thể cảm ơn bạn bởi vì bạn đã mời mình đến chơi đúng không? Thì để cho cái bài văn nó mượt mà hơn, nó logic hơn, thì mình cảm ơn, thì mình nói sao ví dụ như là thank you again, nghĩa là mình đã cảm ơn rồi nhưng mà mình cảm ơn lại, for sao inviting me to your new house last month. Đó. Thì tôi cảm ơn rất nhiều nhé, bởi vì lần trước đã mời tôi đến nhà. Đó, tháng trước. Thế rồi mình mới nói là when I spend time in your new house, thì tôi cảm thấy rất là phấn khích và tôi cảm thấy rất là thích nó, đúng không? Thì mình nói sao? Ví dụ như là when I spend time in your new house, I was very ví dụ như là thay vì nó là I like it thì mình có thể I was very excited đấy, about it đấy, tôi cảm thấy rất thích thú nó, cũng là một cách để mình diễn tả là mình thích thế thôi. Thế sau đó thì mình mới đi trả lời các ý của đề bài đúng không. I like your new house because it's very beautiful and modern. Ok, nhưng mà không cần phải because nữa mà nói luôn đấy, it is very beautiful and modern. Thế thôi. It also has a wonderful garden with many colorful flowers. Ok. Đấy, nó rất đẹp và hiện đại. Nó cũng có một cái ngôi vườn rất là thơ mộng với rất nhiều loại hoa, nhiều màu sắc đúng không? Thế rồi. Em ơi, cái đoạn thân bài mình viết liền rồi nhé. Greeting chào này, mở bài, thân bài, kết luận. Không tách ra nhiều dòng làm gì cả cho nó. Mình đang viết trình bày ý thì phải để cho giám khảo người ta follow cho rõ. I was interested in the balcony in your new house. Okay, this is a wonderful place to have a coffee time and relax, đúng không? Besides,
I can take nice photo in there. Có there rồi thì không có in nhé. Như này đã kết luận rồi thì bị thiếu ý rồi. Tell what you enjoy most during your stay. Thì mình sẽ phải nói thêm cái ý này đúng không? Ví dụ là during my staying. Đấy. Thì I enjoy. Bây giờ em thích cái gì nhất? I enjoy most. Ví dụ như là mình nghĩ ra một cái đi. Thường thì mình thích nhất là ví dụ như là ăn thực khoảng thời gian ăn tối với mọi người trong gia đình bạn ấy chẳng hạn thế. Thì mình sẽ nói là enjoy most. So enjoy thì mình phải có verb in đúng không? Ví dụ như là having dinner với gia đình của bạn, with your family. Đấy, most. Đúng theo cái câu này thôi. À đâu, I enjoy most, có most rồi thì thôi nha. Đấy, để trả lời cho cái ý thứ ba này. Tránh để thiếu ý, bị trừ điểm. Mình phải biết đủ ý. Chưa cần từ đắt, từ hay, đa dạng câu nhưng phải đủ ý đã. Rồi, thế rồi thì mình có thể nói là ôi rồi đồ ăn thì rất là ngon đúng không? The food, làm sao? Was so delicious. Đấy. And ví dụ là tươi ngon, fresh chẳng hạn thế. Rồi trong bữa ăn thì ăn với gia đình bạn ấy thì mình khen bố mẹ bạn ấy, rồi là anh trai rồi chị gái bạn ấy một câu. Ví dụ như là your parent. Đúng không? Những cái từ này mình biết hết mà. Mình chỉ cần phải làm sao mình mở rộng trả lời theo cái đúng cái ý của người ta thôi. Your parents, ví dụ như là aunt. Your brother chẳng hạn thế. Was so friendly đúng không? Rất là thân thiện và hài hước đi, and humorous đấy. Thế thôi, chúng ta đã có những cái khoảnh khắc rất là đáng nhớ chẳng hạn thế, thì we had memorable moment đúng không? Thế mà để mà được tăng thêm từ thì thêm một vài từ đắt vào. Ví dụ như từ mà ít người ta dùng thay vì very memorable thì mình dùng là extremely. Đấy. Đặc biệt là đáng nhớ. Đó. Để mình tăng thêm việc của mình đúng không? Thế rồi, thôi, cái này bị sai bỏ đi. Rồi em mời bạn ý đến. I hope you can come to my house next Sunday. Tôi hy vọng là bạn có thể đến nhà tôi vào tuần sau. Ừ, ok cũng được. I will show you my new kitchen and we can cook a good meal. Rồi, I will show you hoặc là mình nhấn mạnh hơn này cái ý mời thì nó là tôi muốn đúng không? Tôi muốn I want to introduce you sao? Nhà tôi, my house and ví dụ như là cái khu bếp mới của chúng tôi, our new kitchen. Đấy. Rồi mình sẽ nói là we can cook. Hoặc là thôi mình không phải nói chúng ta nói mềm mại hơn là chúng ta có thể dành thời gian nấu một bữa ăn đúng không? We can ví dụ như spend time cooking some meal. Đấy, một vài món ăn chẳng hạn như vậy. Rồi có thể là nhấn mạnh thêm là tôi rất mà mong là bạn sẽ enjoy nó giống như là tôi đã từng đúng không? Tôi đã từng rất là enjoy ở nhà bạn, hoặc là tôi mong là bạn sẽ yêu nó, thích việc đó giống như là tôi đã rất là yêu nhà của bạn đúng không? Đấy thì bạn mời mình đến thì mình cũng muốn mời lại chẳng hạn thế cũng được, hoặc là dừng ở đây là cũng được. Rồi xong rồi, please let me know your decision as soon as possible. Trên as soon as possible rồi thì không phải write to me soon nữa nhé. Nối hai câu này vào thôi. Best regard. Vậy này. Tên của em. Ok.